Mẹo sử dụng chuột máy tính bền lâu nhất. Chuột máy tính là thiết bị không thể thiếu cho những ai đã và đang sử dụng máy tính. Bao gồm cả máy tính cây, máy tính laptop đều cần có chuột mới có sự tiện dụng nhất. Chính vì thế, lựa chọn được con chuột tốt không phải dễ, nhưng sử dụng, bảo quản chuột máy tính được lâu bền lại càng khó hơn. Hãy cùng xem mẹo sử dụng chuột máy tính lâu bền nhất nhé! Mẹo sử dụng chuột máy tính bền lâu. Lựa chọn chuột máy tính đúng mục đích sử dụng. Với chuột máy tính rẻ tiền hay đắt tiền không quá quan trọng, bởi điều quan trọng hơn cả là việc lựa chọn đó đúng với mục đích sử dụng. Nếu bạn làm công việc văn phòng, đánh máy nhiều hơn, thao tác chuột chỉ bình thường thì nên chọn chú chuột vừa tiền. Còn nếu bạn làm đồ họa hoặc đánh điện tử, những công việc đòi hỏi thao tác với chuột máy tính thường xuyên thì nên chọn con chuột tốt để đảm bảo chất lượng và tuổi thọ. Lựa chọn chuột máy tính vừa tay. Nếu tay bạn to, có thể chọn những con chuột có kiểu dáng to, dài. Còn nếu bàn tay nhỏ, nên chọn những con chuột có kích thước vừa phải. Việc lựa chọn chuột có căn cứ vào những tác nhân xung quanh như mặt bàn máy tính thường xuyên làm việc, dây chuột dài hay ngắn. Chính vì thế, hãy tham khảo khoảng cách cũng như những yếu tố xung quanh sao cho lựa chọn con chuột tốt và tiện lợi nhất nhé. Sử dụng chuột máy tính lâu bền. Không để chuột máy tính bị dính nước. Với bất kỳ sản phẩm điện tử nào bị dính nước thì sẽ không tốt. Chuột máy tính cũng không ngoại lệ. Không nên để chuột bị dính nước hoặc để những nơi bị ẩm ướt. Nó sẽ dễ bị hỏng hoặc cháy hoặc mất tác dụng điều khiển. Nếu vô tình để ướt chuột máy tính thì hãy sấy khô nó trước khi sử dụng nhé. Sử dụng thành thạo chức năng của chuột. Những phím chức năng trái phải hoặc cuộn tròn ở giữa cần được sử dụng thành thạo nhất, bởi nó sẽ đem lại hiệu quả làm việc cho bạn. Cần phân biệt chức năng của các phím chuột để sử dụng đúng và giảm thiểu tối đa việc sử dụng một phím quá nhiều lần. Đây mới là cách sử dụng chuột đúng cách. Không thao tác quá mạnh với chuột máy tính. Những thao tác quá mạnh với chuột máy tính cũng có thể gây hỏng hoặc mất tác dụng chuột. Chính vì thế, hãy sử dụng đúng cách nút chức năng như trái, phải, cuộn giữa. Khi cảm thấy làm nhiều thao tác liền mạch nhau mà máy tính chưa xử lý kịp, hãy kiên nhẫn chờ máy tính chạy chứ không nên ấn liên tiếp nhiều lần vào chuột. Sử dụng kết hợp những thao tác chuột với bàn phím. Nên học cách sử dụng kết hợp những thao tác chuột máy tính với bàn phím để tiện lợi và nhanh nhất cho công việc của bạn. Quan trọng hơn, nó giảm tải tối thiểu công việc cho chuột máy tính của bạn, đồng thời tiết kiệm thời gian. Những thao tác lưu, chuyển, copy, save, quay lại, room to, nhỏ đều rất đơn giản và nhanh hơn rất nhiều nếu bạn chỉ sử dụng chuột để làm việc. Vệ sinh chuột máy tính thường xuyên. Để cách sử dụng chuột máy tính được bền lâu như mới, thì việc vệ sinh chuột là công việc cần thiết, bạn không thể bỏ qua. Bởi việc thường xuyên vệ sinh chuột máy tính để đảm bảo nó luôn sạch sẽ, giúp chuột máy tính có tuổi thọ cao nhất. Bất kỳ thiết bị điện tử nào cũng cần sử dụng và vệ sinh thường xuyên. Và chuột máy tính cũng không ngoại lệ. Hãy thường xuyên lau chùi và bảo dưỡng để nó luôn là người bạn đồng hành trong công việc nhé. Với những mẹo sử dụng chuột máy tính bền lâu nhất đây, đã phần nào giúp bạn có những kinh nghiệm trong việc sử dụng chuột máy tính rồi nhé. Bởi đôi khi có những thao tác trên máy tính phải cần có chuột mới có thể nhanh và tiện dụng được. Chính vì thế, hãy trang bị cho mình một con chuột máy tính phù hợp và tiện lợi nhất để công việc luôn hoàn thành đúng dự kiến nhé. Chúc bạn thành công!